nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những vị khách mời đã tới với đây với chúng ta và sẽ cùng giao lưu với chúng ta ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Chào tương lai các bạn nhé. Làm chủ được những cái công nghệ như là kể cả trí tuệ nhân tạo, một cái tương lai mà trong đó có sự bình đẳng, cái tương lai không được gì nữa. Thưa em, trong cái chương trình mà chúng tôi phát động trên toàn quốc để các bạn trẻ gửi bài về thì chúng tôi nhận được rất là nhiều bài có tới trí tuệ nhân tạo, rất nhiều bài về bình đẳng. Những cái chủ đề thứ ba thì gần như chúng tôi không nhận được một bài viết nào, đó là chủ đề về văn hóa. Anh nghĩ sao? Vâng, xin thưa chị Phạm Loan, xin kính thưa các quý vị, xin phép cho tôi được chia sẻ. Các bạn hỏi ý đấy, nếu giả sử như vậy thì tôi cho là chương trình này quá cần. Đó là một cái mà có thể nói là có phát triển thêm thế nữa chẳng nữa thì cũng thua. Tôi sẽ chứng minh là điều đó. Lý do ở cái đơn giản thế này, bản chất của văn hóa ấy là gì? Mọi cái có thể mất đi, cái cuối cùng còn lại chỉ là được hiểu là văn hóa. Cho nên người miền Nam cứ đến Tết là tại chân nó bổ thủ, tháng riêng là tháng tháng trước. Mà bây giờ nó tạo ra một cái văn hóa mà nó lại ngược lại cái truyền thống nào đó chẳng hạn. Bây giờ cái nói dối với cả tham nhũng chẳng hạn, nó là bình thường trên thế giới rồi. Cho nên ở đây ấy, bản chất của văn hóa cuối cùng nó có bốn yếu tố thôi. Nhưng mà nó thực ra nếu mà có lại còn hai. Một là giá trị của dân tộc, giá trị của doanh nghiệp và hệ giá trị cá nhân. Hệ giá trị là một cái thứ lòng tin, cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là quan, cái gì đi qua. Thế là cái ta bắt gốc. Thế là giữa tôi với chị bảo là quan điểm khác nhau. Tôi bảo cái phòng này quá đẹp, nên chị bảo bắt đầu ngủ chưa thấy gì, nó khác hoàn toàn cái hệ giá trị. Thế bây giờ tôi đi với cô gái đi chơi yêu nhau nhưng mà tôi không hôn thì không hiểu các bạn quan niệm đấy là thế nào. Thành ra là cuối cùng không tạo được một cái hệ giá trị cho doanh nghiệp thì cái đài VTV của mình cũng hỏng. Vâng, bởi vì chúng ta đang ở trong một chương trình có tên là Chào tương lai. Bây giờ tôi lo lắng rằng là trong tương lai để đảm bảo một tương lai bền vững thì văn hóa quan trọng đến như thế nào để trả lời câu hỏi này không dễ. Thế nên chúng tôi xin có một cái câu chuyện, đó là trong triển lãm một gia đình ra trong tháng 6 năm nay tại Hà Nội thì có một em bé gửi cho mẹ có dòng thư như sau. Mẹ ơi, con biết mẹ rất bận và mệt mỏi với công việc hiện tại, nhưng mà con mong rằng con gửi cho mẹ một số tiền không nhiều đâu, nhưng con hy vọng rằng con sẽ mua được một nửa ngày của mẹ để mẹ ở nhà chơi với con và dẫn con đi chơi công viên nước. Con rất mong mẹ đồng ý. Có vẻ như ngày hôm nay một thứ văn hóa mà chúng ta thấy rất là gần gũi và thân thiết nhất, đó là văn hóa chia sẻ với gia đình cũng đang bị mai một dần. Ông bình luận gì ạ? Tôi bình luận tôi nghĩ là cái mà người ta bị thất vọng nhiều nhất ấy, là người ta tìm cái sở hữu tức là cái bất biến, mà bản chất một cái duy nhất bất biến đó chính là sự thay đổi. Cho nên là cái quan điểm của cái ví dụ này tôi định nói ra là ví dụ tôi nói thêm một ý là cái trí tuệ nhân tạo ấy, nó không bao giờ tạo được cái đà đâu, con người mới tạo được cái đà. Cho nên ở đây đừng thần thánh hóa người gọi là sập bẫy của ngay đấy. Cho nên tôi rất muốn tham gia những cái chủ đề trước hơn. Nhưng quay lại cái ví dụ này thì rõ ràng là cái nhu cầu của em bé là quá đúng, và cả một cái hệ thống văn hóa bất biến ăn cơm chung với nhau, thế rồi là gần gũi lẫn nhau. Thế bây giờ nó vẫn phải gần gũi chứ, mình phải giữ lại cái giá trị ấy. Nhưng mà cái cách thức thì không nên làm như thế. Có nhiều cách lắm. Cho nên sắp tới là văn hóa tôi ứng xử với máy cơ mà, với robot cơ mà, tôi ứng xử với tôi cơ mà. Cho nên tôi cho trong đó nó có hai cái hàm.
Một là giá trị thì ok, nhưng mà cách thức thì tôi không ok. Cách thức của cái gì? Cách thức là mẹ phải ở nhà với con, bố phải ăn cơm với mẹ, đúng giờ. Đàn ông mà đi lau bàn thì đúng là đàn ông nữa, phải làm cái chuyện được. Thế cái văn hóa nó phải di chuyển theo cái lực lượng sản xuất chứ, bây giờ nó không phải sản xuất. Cho nên ở đây thì các vị của tôi nghĩ là nó chỉ đúng một đường mà thôi, mà cái lỗi là đúng, phải giữ lại quan hệ, nhưng mà cái cách thức nó phải khác chứ. Rồi tôi hiểu rồi, ý ông muốn nói rằng là chúng ta cũng đừng chờ đợi một sự văn hóa bất biến, chỉ chúng ta chỉ cần làm sao để đảm bảo những cái cốt lõi. Đúng rồi, đây là giá trị. Vâng, trong văn hóa của chúng ta đối xử với nhau thì là cốt lõi phải giữ nguyên, còn cái cách thức chúng ta có thể thay đổi. Ví dụ như là cùng một cái văn hóa đối xử với đang biến khỏi cùng chứng xử với robot, đối xử với trí tuệ nhân tạo cũng cần có văn hóa. Đúng thế, tại vì mình sẽ phải giao tiếp với robot. Sắp tới, robot giao tiếp với robot. Và tôi giao tiếp với vợ tôi là tôi ở dưới lầu và tôi chết chưa. Thế là cái chủ có chó mắc lại cái chuyện này. Thế là hai vợ chồng kia là đây có chuyện này, em vợ xuống đây chó đây mắc. Có thay đổi từng ngày từng giờ. Chủ có ăn mắc hay sức mạnh, em có thể ăn cái này cũng có yên tâm không? Thành ra là ở đây nếu mà mình mà cứ quan niệm mà bất biến như vậy thì đó là nguyên nhân tột cùng của sự thất vọng. Thế là cái phòng trào mà cái xã hội bây giờ còn trẻ bắt đầu rồi. Mà bọn trẻ thì cứ nói mấy ông già sau lúc chết thì phải nói sao. Vâng, để hiểu hơn những cái suy nghĩ và cái ý kiến của nhà tâm lý học Lê Cùng Dương thì chúng ta cùng quay lại câu chuyện mà có thể rất điển hình trong cái việc là phải giữ những gì là bất biến và những gì là chúng ta phải thích ứng, phải thay đổi. Đó là câu chuyện của những nhà quân định giới thiệu Olympia. Họ phải đi tới một môi trường mới và chắc chắn ngay khi mà bước vào môi trường đó đã bị cái sốc, đó là sốc văn hóa. Mạnh Tân, em hãy kể lại câu chuyện là em bước sang nước Úc và đang từ văn hóa nghệ tĩnh ăn món tôm đúng không ạ, rồi là ăn cá kho chẳng hạn, cá kho tương chẳng hạn, thì bước sang một môi trường ăn bánh pizza với lại thịt bơ và bánh mì thì em có bị sốc không? Thực ra ở Melbourne thì cũng còn đỡ có chị ạ, vì là ở Melbourne có đến 100.000 người Việt cơ, cho nên là các em trong em học cũng đã được nhiều ở Việt Nam hơn là ở Việt Nam. Như vậy em có sốc hay là không bị sốc? Em có một sốc khác một về đồ ăn thì thực ra là sang ở đây mà không biết cả ở nhà. Rồi, thế cái chuyện anh bị sốc là chuyện gì vậy? Thì như cách đây khoảng 18 năm em qua thì điều kiện đầu tiên là phải đào tạo ngôn ngữ. Tiếng Anh của em đấy thì cũng gọi là khá, bây giờ thì gọi là khá hơn, nhưng mà thời đấy thì không. Xin cảm ơn chia sẻ của Bạch Tân cho chương trình Chào Tương Lai. Còn tiến sĩ Thẩm Dương, theo ý kiến của anh, các bạn trẻ bây giờ cần là làm sao để có thể có được hành trang của trong trí. Với cái sự phát triển của công nghệ cộng với 9 tỷ người trên trái đất sắp sửa có rồi, mà tài nguyên thì hết rồi, cho nên bắt buộc không còn bao lâu thì nếu nó đưa tới con người ta mà thiếu một trong 8 phẩm chất sau đây hoặc thiếu cả 8 thì thua. Một là phải vào cộng đoàn, anh không thể lấy cái văn hóa nhà anh ra được. Cho nên ở đây bạn ấy vừa nói chính xác lắm, trong công việc nào và tí nữa trong cuộc sống kết trọng. Thứ hai, anh phát triển thiếu toàn diện trong kinh tế 4.0, đặc trưng là chuyển đổi thua. Thứ ba là nếu thiếu ý chí thua, người ta gọi là lấy tăng thua chứ không ai lấy giảm chi để giành thắng. Một cái văn hóa thế là chết. Thứ năm ấy, là anh phải có một cái năng lực tổ chức, anh đừng mang cái thải ra đấy. Người ta cần năng lực tổ chức chứ người ta không cần năng lực cá nhân, hay nó khác đi, nó cần ở cái số 2. Cái tiếp theo là sự thay đổi liên tục chứ còn dừng lại đồng nghĩa cái chết. Và tiếp theo, công nghệ là trở thành cái mặc định, đó là công cụ nối dài chứ chưa bao giờ người ta cái nguyên tử. Người ta cần công nghệ phù hợp chứ người ta cần công nghệ dẫn đầu với một tổ chức, với một người. Hoặc là cái cuối cùng, người ta cần sức khỏe não chứ người ta cần sức khỏe cơ bắp nữa. Người ta cần sự sáng tạo chứ không phải là cần thực thi, tức là tốt lành. Và cuối cùng ấy, thì người ta cần anh có kiến thức nền tảng. Bạn lại nói đúng, dừng học là chết. Thế thì ở đây xét riêng về văn hóa, thôi thì văn hóa Á Châu hay là Đông Âu hay là gì, bọn tôi đến nước ngoài những cái bữa, nếu anh không toàn cầu hóa được cái thua, vậy thì nó sinh ra những cái trường thái. Và kết quả là gì? Văn hóa phải thường thi, không nói nhiều. Văn hóa kỷ luật, văn hóa vì người khác, người ta làm rất nghiêm ngặt. Bạn ấy vừa nói rằng, và tôi làm cái kết quả. Nhưng ở trong cuộc sống thì nó có cái nét để lại của dân tộc. Thì
nó đem nó cầm cái đó nó ứng dụng vào công việc thì nó giữ lại những ít nhất ở vật dân dân tộc ấy. Ví dụ tại sao không có Tết Dương lịch, tại sao mình ăn Tết Dương lịch, tại sao bản thân Tây nó ăn theo mình mà mình phải ăn theo nó, cho nên ở đây không có cái chuyện gì nữa, cho nên giữ nó lại chứ. Cái hai các bạn cần phải bảo nó đúng lắm, quan hệ giữa tôi với chị nói gì thì nói, bên này là lý thằng này cách á, nhưng phải chú ý cái kênh trên đi tốt tổ chức người ta, còn bên kia là sẵn sàng tổ chức á, lấy cái đúng làm đầu á, anh không yêu tôi cũng yêu chị à, nhưng không thể đưa cái đó vào được bởi vì cái mặt ngoài thì cũng có nói Việt Nam hay lắm, nhưng mà lại đưa nó vào trong công việc chẳng hạn, hoặc là một số quan hệ hiện đại mà mình giao lưu được hàng thuốc này đây này, alo thầy có nhớ hàng không, trả lời lại không, vợ thầy có phải không, tôi vừa bỏ mà sao bây giờ nói thế nào, đừng soi mói nữa chết đã, alo thầy khỏe không, hỏi chứ không có nghĩa là dịch thế, tôi vừa bệnh viện ra tôi vừa kết luận tôi sida bây giờ tôi nói thế nào, đừng. Văn hóa là gì, là hệ giá trị của mình, hệ giá trị dân tộc và hệ giá trị quốc tế, thế là bạn đã không hiểu bề mặt của nó là ứng xử, ứng xử chỉ là phản ánh cái bên trong thì các bạn lại quên đi. Thành ra cuối cùng là có bạn đi xem phim Hàn Quốc tức là tóc vàng, xem phim Trung Quốc áo hoàn cầu cách cách, xem phim Mỹ quần jean xẻ, xem phim Việt Nam chơi giày ba lá mà tôi không hiểu nó là người nước nào nữa. Đấy là cái chỗ cho nên bắt buộc từ cái bà trở đến chính sách phải đưa ra cái chuẩn giá trị, sau từ đó là tất cả cùng phối hợp có cái chuẩn đấy là các bạn được hướng dẫn, sau đó tất cả cùng xây và cá lợn cái đó và dần những cái ví dụ như mạng lúc đấy về mặt hình thức đấy thì cái chỗ đó là mình phải đưa ra cái chuẩn cho người ta, tức chỉ có hai động tác thôi, bên này là cần cầu cứ anh nào làm tốt nhà đấy đấy, bên này đấy là củ cáo, còn bên này ấy, là cây gậy. Chị áo vàng nói được, có chế tài chứ. Sao chị Loan béo thế? Nói thế là chế tài nó xử đấy. Đó là một dạng khủng bố. Ở nhà mà vợ nói nhiều với tôi ấy, chị cũng có đến khủng bố trong khoan não được em, thì không bằng nói. Đấy ví dụ. Và ngày hôm nay trong một xã hội, trong một thế giới có quá nhiều chuyển động, quá nhiều Trường Doanh Nhân PR.